đuổi được thì sao? Thì sẽ có người. Thưởng gì nào? Anh! Anh sao bắt được rồi? Anh sẽ bắt em đền. Không, đố đuổi đấy. Này. Cường này, hôm qua em mơ hay lắm cơ. Tự nhiên chúng ta đã ngoài 30 tuổi. Có hai đứa con xinh ơi là xinh. Cả nhà ngồi quây quần bên một cái mâm tròn tự động như thế này này. Hai đứa con háu ăn quá. Ừ, đến đó thì em tỉnh dậy. Tiếc quá. Em có nhớ chúng nó nói gì không? Chúng chỉ cười thôi, ngoan ghê cơ. Anh có nhớ mai là ngày gì không? Ngày anh nói anh yêu em. Vậy đố anh biết ngày ấy là thứ mấy? Anh chỉ nhớ là em khóc rất ghê. Mà tại sao em lại khóc nhỉ? Ngày đó là thứ ba, nhớ chưa? Xúc động quá, Linh Chi chỉ biết khóc thôi. Có thế mà cũng không biết. Linh Chi, Linh Chi, đợi anh với. Linh Chi.
nay trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Ở cơ quan có việc gì phải không? Anh này, anh sao thế? Anh Cường, có chuyện gì vậy? Kìa, anh làm sao thế? Anh Cường, giấu em chuyện gì à? Anh buồn lắm Linh Chi ạ. Có phải tại em không? Không, không phải. Vậy thì điều gì làm anh lo lắng thế? Điều gì đã xảy ra? Anh. Anh. Hay là... Linh Chi. Linh Chi. Linh Chi. Hộ em băng tang, em cho biết quý danh người quá cố. Chị biết là mừng đám cưới Lê Cường và Như Hương. Ôi, đây là hoa đám tang mà. Em biết, chị cứ viết đi, em đặt tiền trước rồi mà. Viết ngay cho khách đi. Vâng. Cô ơi, cô mua bài cho cháu đi. Cô mua đi. Mua đi. Cô mua đi. Số đặc biệt đấy cô ạ. Cô mua đi. Này, Xích Lô. Anh chở cho em vòng hoa kia nhé. Em trả cho anh 20.000 đồng vì công việc đặc biệt. Cô ơi, mua cho cháu tờ báo. Còn hai em ngồi ôm cho chị. Lúc nào chị bảo khiêng thì khiêng nhé. Vâng ạ. Chở vòng hoa này ngang với hàng quốc cấm đấy. Chưa đầy cây số, em trả cho anh 20.000 đồng là có bảo hiểm rồi. Nếu anh không chở, để em gọi người khác. Thôi được rồi, tôi đồng ý. Cẩn thận. Đi đường kia ạ. Cô
đến nơi rồi ạ. Anh không sợ nữa nhé. Em gửi tiền. Em cảm ơn nhé. Vâng. Hai em khiêng hoa đi thật đều, không sợ. Lúc nào run thì nghĩ là có chị bên cạnh nghe chưa? Vâng. Thế này thì có gì mà sợ. Chị nhớ cho bọn em ăn bữa cơm trưa. Thì đi đâu bọn em cũng đi. Ừ, được rồi. Ta đi các em. Phải dạy cho cha Cường mới biết thế nào là lễ độ. Mình xin Huệ. Như thế để làm gì cơ chứ? Sao lại không làm gì? Phải làm cho thằng Sở Khanh ấy bẽ mặt. Nhất là trong lúc pháo nổ rượu nồng này. Không, đừng làm như thế. Các em, đem ra hồ vớt hộ chị nhá. Chị cho chúng em xin tiền chưa ạ? Đây. Ta về thôi Huệ. Huệ, tao lạ cho mày quá. Bao giờ cũng nhận phần thiệt về cho mình. Thôi về đi. Lên xe đi. Thôi nín đi con, tất cả rồi sẽ qua thôi mà. Bố bảo này, nó không xứng đáng với con, không bao giờ xứng đáng với con được. Hãy quên nó đi. Nó lại đang tử vi tướng số rồi lừa gạt được cái đấy. Thôi. Đàn ông mà mắt cứ hùm hùm, đúng là đồ lưu manh. Bố nhắc lại, nó không sao xứng đáng với con được. Đừng hy sinh cho loại người đó mà phí đời con ạ. Tôi xin mình. Chuyện hôn nhân thì một trong hai đứa sẽ bất đắc kỳ tử.
Anh nói chuyện tới rồi. Em hỏi chuyện đời, có phải anh sẽ lấy một người phụ nữ giàu có, đúng không? Anh nói thật đi. Không, không. Đấy là ý mẹ anh. Ừ, mẹ anh muốn anh lập gia đình sớm. Mẹ anh già quá rồi, mà em thì còn 3 năm nữa mới tốt nghiệp. Có lâu gì, mình yêu nhau cũng đã chừng ấy năm rồi còn gì. Đó không phải là lý do. Linh Chi, em hiểu cho anh. Mẹ anh là một người không dễ thuyết phục. Linh Chi, anh yêu em. Anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh... Đủ rồi, tôi sẽ để cho anh làm tròn chữ yêu. Linh Chi, Linh Chi, khóc nữa con. À, ăn một chút lộc nhà Phật với mẹ. Hôm nay ngày rằm, mẹ vừa đi lễ chùa về đấy. Mẹ. Mình phải nghĩ cách nào giúp con nó khuây khỏa, chứ cứ để thế mãi sao. Thôi thì cũng là một thứ quả báo. Tích đức mà chẳng được điều lành. Sao mình cứ suy nghĩ nặng nề ra như thế? Mình... Mình ạ, tôi nghiệm thấy cái số đào hoa nó cũng chả sung sướng gì. Ở đời lắm kẻ sở khanh, mà con gái mình lại xinh xắn như thế. Thấy chuyện con, lại nghĩ tới chuyện mình. Tôi muốn kể hết với mình. Tôi xin mình đừng kể lể giải bày gì, nhất là trong lúc này. Nhưng mà lương tâm tôi bị dày vò. Tôi chỉ biết là tôi có mình. Chuyện cũ của mình với những ai, xin mình hãy đào sâu, chôn chặt. Đã từ lâu, tôi cảm nhận được chắc ẩn của lòng mình. Tôi không biết ghen đâu. Thank you.
em. Đây đây, mang vào trong này. Các anh lắp ngay hộ nhé. Anh Hùng lắp ngay cho em đi, xem có trục trặc gì không. Yên tâm, tiền nào của ấy, hệ mới nhất đấy, ông bà dùng cứ là hết ý. Em tốt quá, có máy anh sẽ đỡ vất vả hơn. Em chỉ muốn làm anh vui thôi. Anh Cường mà bảo vệ luận án đốc tờ, có công của cả anh Hùng nữa đấy. Khách hàng là thượng đế, bọn này luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông bà. Thôi, bọn này về nhá. Hai anh về ạ. Cường của em, anh không được mải mê làm luận án mà quên mất em đi nhá. Dạ, anh đã nói rồi, yêu nhau bỏ nhau nó là cái chuyện bình thường mà em. Mà Linh Chi có phải là người đầu tiên của nhân loại đâu. Nhưng mà hỏng rồi. Hỏng thì làm lại. Linh Chi trẻ đẹp thế, lo gì cơ chứ. Nói thế mà anh cũng không hiểu. Hỏng có nghĩa là mất. Mất. Mất rồi Trung ạ. Khổ quá. Tại sao em cứ chỉ cho là đàn bà mất với đàn ông mà không đặt vấn đề ngược lại nhỉ? Nói như anh thì còn đạo lý gì ở đời này nữa. Thế đôi nào yêu nhau cũng lấy được nhau, yêu nhau chung thủy đến bạc đầu long gối, con cái đầy nhà, thì làm sao có những bi tình sử bất hủ nữa. Em là bạn thân của Linh Chi, em phải làm cho tay Cường này day dứt suốt cả đời. Mà nếu hắn không biết điều thì em sẽ xử. Anh biết không, em sẽ xử. Hả? Hả? Xử á? Xử thế nào? Em sẽ kể cho vợ hắn nghe tất cả mọi chuyện, kể cả mất của Linh Chi nữa. Ôi, tưởng thế nào? Từ gì đuối lắm. Em làm thế, vợ tay Cường càng yêu hắn hơn. Ê, dày. Thế bây giờ phải làm gì? Quên cái tay Cường ấy đi. Phải biết nhảy qua vũng bùn của định mệnh. Còn nghĩa vụ bạn bè ấy thì... em quăng ra khoảng vài triệu, ta tổ chức một cuộc nghỉ mát. Biển sẽ xóa đi mọi đau buồn. Và biết đâu... cô bạn Linh Chi của em sẽ túm được một cuộc tình đứng đắn.
nhỉ? Anh nghĩ hay quá. Đi anh nhá. Em nghe nói ở Đồ Sơn có một cái đền thiêng lắm, ai cầu gì cũng được. Chúng mình sẽ cầu có một cậu con trai. Cứ kế hoạch mãi, già thì sao? Em muốn có con lắm rồi. Nhá. Ok. Anh đang rửa tay một chút. Người ta không cho mình làm việc nữa đâu. Chàng đốc tờ tương lai ạ. Nhớ dao kẻo à? Em nhớ chứ sao không? Nhớ thế mà lại... Em nhớ. Và em biết bố mẹ và em sẽ không tiếc tiền để anh thực nghiệm cái luận án này. Anh biết bố mẹ và em cũng vì anh nhiều lắm. Tiền đầu tư cho máy móc thực nghiệm cũng tốn kém. Bỏ bèn gì vài ba chục triệu, mình em thừa sức cũng xoay sở được. Nhưng như thế chưa đủ. Chưa đủ? Tại sao? Danh hiệu và học vấn không làm cho người ta giàu được. Có giàu thì mới sang. Cho nên em đòi hỏi nhiều quá. Anh chỉ muốn làm nghề chế tạo máy thôi. Còn chuyện làm giàu, làm sang thì... Thì anh phải nghe theo em. Em muốn anh phải trở thành một ông chủ thực sự cơ. Ông chủ? Phải, ông chủ. Nhưng anh phải tuân theo những kế hoạch của em. Những kế hoạch gì? Anh không hiểu. Rồi anh sẽ hiểu. Thôi, bây giờ đi ngủ. Ông chủ ạ.
của anh làm kia. Anh ơi, vẽ cho em bức tranh với. Ôi anh ơi, họa sĩ đấy. Tranh đẹp chưa? Anh ơi, anh vẽ cho bọn em một bức đi. Ba cho anh bay cơ mà. Đẹp quá nhỉ. Được rồi, đi lễ chung với lễ vừa được nghỉ mát. Cả ơi, đi lên lên. Vừa đây cầu kỳ mời đấy. Thử hương chưa đấy? Ông này, giảm bớt lên bài không? Bức dạ chứ. Buồn ngạt quá phải không em? Nóng phát khiếp anh ạ. Cho cốc nước cam. Cho mẹ đi quạt nào. Chưa có chờ một tí nhá. Bà vợ tôi là thành tâm lắm đấy. Hình như em vẫn còn buồn hả? Cô gái đẹp thường vậy. Trời xanh thường khen lên má hồng. Không biết các cô thế nào, chứ nam giới chúng tôi thường cứ phất đời mà sống. Thảo nào phụ nữ chúng em chỉ có hồng. Ai bảo em quá đẹp? Chúng ta ra ngoài kia hóng gió mát đi. Phải chờ Huệ chứ anh. Ôi dào, còn phải hàng tiếng nữa. Cứ ra ngoài kia cho nó mát. Cười chị. Ê, không gặp em. Anh gì ơi? Đây rồi. Người chị ạ. Gớp, anh chị mê nhau quá đấy.
Anh chị ạ. Anh chị có biết không, cái chỗ anh chị đang đứng ấy là cả một thiên tình sử lâm ly bi đát, còn hơn cả Romeo và Juliet. Chị sang theo. Ê, không các em. Ở đây 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 đây. Anh chị đứng tư thế mùa xuân vĩnh cửu, em chụp cho anh chị một kiểu làm kỷ niệm. À, rồi rồi, tạo dáng, tạo dáng. Rồi, kiểu nữa. Về đi anh Trung. Kìa, Linh Chi. Còn sớm mà Linh Chi. Ta hãy nghe nhà nghệ sĩ kể chuyện về truyền thuyết tình yêu đã. À, đúng đấy chị ạ. Kìa Linh Chi, Linh Chi. Anh chị, tôi chụp cho anh chị mấy pô tuyệt hảo. Anh chị cho địa chỉ, tí tôi cầm đến. Ôi chết, anh chụp khi nào đấy? Lúc mà cả hai anh chị xinh tươi rực rỡ nhất. Chúng tôi có yêu cầu anh đâu. Đứng trước cây đẹp, tâm hồn ai mà không rung động cơ chứ. Tôi xin biếu không cho anh chị cơ mà. Cảm ơn anh, chúng tôi về Hà Nội bây giờ. Ta về thôi anh. Bye bye. Linh Chi, em đẹp lắm. Anh làm gì thế này? Buông tôi ra. Anh điên đấy à? Đồ tôi. Em đi đâu vậy? Đi tìm anh với Linh Chi chứ còn đi đâu nữa. Chết. Thế không thấy Linh Chi à? Tưởng em với cô ấy đang lễ trong chùa. Anh đi dạo một chút. Linh Chi ra lâu rồi. Không, vẫn còn đang trong chùa ấy chứ. Đã tìm hết rồi mà bảo anh ngồi ngoài trông chừng. Anh bỏ đi đâu đấy? Ở đây năm nào cũng có người chết đuối. Nó có làm sao thì... Chết đuối thì phải chết ở dưới nước chứ. Làm sao mà chết ở trên bờ này được. Anh bảo quay lại chùa, thế nào cũng thấy Linh Chi đang chờ bọn mình ở đấy. Người đời, giao cho việc ấy mà cũng không xong nữa. Cứ yên chí, vừa thắp hương vừa khấn vái cũng chưa thể chết ngay được đâu. Lúc này mà còn đùa được nữa. Cứ yên tâm.
Linh Chi. Anh về đi. Anh sang xin lỗi Linh Chi. Anh biết chiều nay Linh Chi đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Nếu không giờ anh đã chết với Huệ rồi. Linh Chi, người ta chỉ có một trái tim để đau thôi. Em nỡ thế sao? Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Anh về bên kia đi. Anh đi về đi. Không, anh sẽ ở đây mãi mãi. Linh Chi. Dối trá, bỉ ổi. Vâng, cô đã đẩy tôi đến mức phải như thế đấy. Anh rồi mà. Đối với Linh Chi, anh chỉ muốn là anh ra ngay đi. Không tôi chết mất. Ra khỏi phòng đi. Huệ, anh là của em. Tha thứ cho anh đi. Có thật thế không?
Nói đi Linh Chi, Huệ sẵn sàng nhường. Nhường mà biết nói thế nào cho Huệ hiểu. Nhưng mà Huệ phải hiểu chung hơn Linh Chi chứ. Nhưng mà sao Huệ, Huệ đừng nhìn, đừng suy diễn thì hơn. Mình yêu Trung, Trung là chồng của mình, nguyên vẹn là như thế. Huệ, Linh Chi luôn ao ước cho Huệ được hạnh phúc. Huệ, mời các chị vào trong nhà ạ. Mời các chị vào. Các chị ngồi đây. Các em ơi, nhanh tay lên nhá, khách người ta đang chờ đấy. Gái mình mạnh tay lên. Thế. Để chân khách thế này à? Khách mới vào hướng dẫn người ta chứ. Xin anh để chân lên bục ghế hộ em. Anh Cường ơi! Anh Cường! Em bảo cái gì cơ? Hôm nay anh mang đôi thanh long vào trong Hà Đông, nhà ông Chiến ấy. Ông ấy đặt lâu lắm rồi đấy. Như Hương, trưa nay mình về nhà nội dỗ bố mà em. Mai mình đến cũng được. Mẹ mắng chết. Chiều qua em đã đưa đến cho mẹ con gà sông Thiên 4,5 kg rồi. Hôm nay mình bận, chắc mẹ cũng thông cảm thôi. Anh bảo ông ấy đến thì hay, mang đôi cá đi trên đường không đơn giản đâu. Anh nói thế này Hương nhé, tụi mình về ăn dỗ bố, em ở lại với các chị một lúc, anh sẽ đến bảo ông Chiến, được không? Em mà thèm ngồi với mấy bà nhà quê một cục ấy à? Thôi, không bàn nữa, anh đi đến nhà ông Chiến đi. Đừng để em cáu. Hương cáu cũng đành chịu. Anh mời Hương lên phòng nói chuyện. Lên hay không là tùy Hương. Hôm nay anh lại dở trứng như vậy. Hương ngồi xuống đây. Có gì thì nói đi. Như Hương này, ngày mai anh đi làm. Đi làm ấy ạ? Anh định trở lại cái nghề thợ hàn ấy ạ? Thế còn cái dự án đốc tờ, thạc sĩ dở hơi kia thì sao ạ? Như Hương, anh là một kỹ sư chế tạo máy, chứ không phải thợ hàn. Còn việc nghiên cứu của anh sẽ tự lo liệu sau. Đây, anh vừa ký một hợp đồng 500.000 phục chế cái máy in cho trường. Ôi. Không bằng em cho con Tiểu Long nó đi phối giống. Như Hương, anh không ngờ em lại nói năng một cách. Đừng nóng. Thế em nói có đúng, 3 tuần qua con Tiểu Long làm việc 3 lần,
mang về 1 triệu không? Hay là nhà kỹ sư chế tạo máy không muốn tiêu tiền? Anh chán ngấy những đồng tiền em bố thí, những lời sai bảo hách dịch của em rồi. Anh chán tiền vì anh chưa biết cách làm ra tiền, cho nên anh cũng chẳng quý trọng nó. Còn em đã từng là con bé cắt tóc thuê, suốt ngày còm cõm với dao với kéo và chiều theo những ý muốn tầm thường của khách. Mẹ khịt, có thằng cha còn răm sợi tóc ghẻ cũng đòi gội đi xây. Thế đấy, hầu chúng nó để mơ ước một ngày nào đó mình sẽ trở thành bà chủ, cho dù lúc đầu chỉ là một cái hiệu cắt tóc nhỏ nhắn như thế này thôi. Chúng ta phải có tiền bằng mọi cách. Suy cho cùng thì chúng ta có làm điều gì sai trái phạm pháp đâu. Có tiền thì mới không bị thiên hạ người ta bắt nạt. Có thể em đúng, nhưng cách nghĩ của em nó sòng phẳng rạch ròi quá. Và anh không thể chấp nhận em coi trọng việc đuôi cá hơn là ngày dỗ bố chồng mình. Anh không hiểu được. Anh Cường, đến nước này thì tôi phải nói thật với anh. Tôi thấy anh là người dễ coi, có học thức. Tính tôi lại thích phiêu lưu, nên vồ lấy anh như vồ một con cánh cam, một chú dế mèm mũm mĩm. Định vừa đùa với định mệnh, vừa gây dựng cho anh. Tôi đã biết khâm phục và quý trọng học vấn của anh, nhưng anh lại chán tiêu tiền. Anh không biết đánh giá công lao của tôi, đã biết tích cóp cho sự giàu sang của căn nhà này. Anh chỉ biết tự ái, sĩ diện với những điều nhỏ nhặt đâu đâu. Nếu anh nhiều chữ thì đây, nhân nghĩa vặt, khí khái sằng là cái chí của tiểu nhân. Anh đọc đi. Vậy làm sao anh có thể trở thành ông chủ được? Tôi đã chán ngấy cái thứ lý thuyết ông chủ bà chủ của cô rồi. Mà thực ra cô đâu có yêu tôi. Cô chỉ cần tôi trang điểm cho cuộc sống của cô như một thứ đồ trang sức. Nói thật nhé, anh chán ngấy cuộc sống ở đây như thế nào thì tôi cũng chán ngấy sự éo ợt của anh như thế. Anh biết đơn này là tôi viết đây. Thế nào? Hương, cho xin tờ giấy. Giấy trên bàn ấy. Anh viết đi, viết ngắn thôi. Tôi xuống xem công việc thế nào. 10 phút sau quay lại ký. Đừng anh, em đã giành được anh từ tay người khác nên không thể mất anh dễ dàng như thế này đâu. Như Hương, chúng ta đã lớn cả rồi. Vì thế không nên làm trò trẻ con này, ngốc à. Ăn một cái này bằng một củ nhân sâm đấy.
Ôi, thế thì em chịu. Sau kỳ nghỉ này lại phí công bao nhiêu ngày tập luyện, mất eo của người ta mất. Linh Chi ăn đi. Linh Chi chịu thôi, mình sợ béo lắm. Vậy ăn đi. À, dạ, thật là không hẹn mà gặp. Xin có lời chúc mừng hạnh phúc của anh chị. Dạ, à, những tấm ảnh đẹp tuyệt. Nhưng trước khi dự triển lãm ảnh nghệ thuật về những khoảnh khắc của tình yêu trên thành phố, tôi muốn biếu anh chị mấy tấm. Mà lên lịch cứ gọi là nhất đi ạ. Huệ, dừng lại đã. Tôi không tin các người nữa. Lừa dối, nhằm hiểm. Tôi, các người thật khốn nạn. Huệ, 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 nghe mình nói đã. Tôi đã hiểu lòng tốt của Linh Chi rồi. Cảm ơn. Ông thật chả ra làm sao cả. Sao cơ ạ? Ông hại tôi quá cơ. Thế bà kia mới là vợ thật của ông à? Linh Chi, anh đã đồng ý cho tay nghệ sĩ nhiếp ảnh in ảnh chúng mình vào lịch xuân, lịch 7 tờ nhá. Tôi không muốn nghe anh nói nữa đâu. Tại sao lúc nào anh cũng đổ tai họa lên đầu tôi cơ chứ? Linh Chi cứ bình tĩnh đã nào. Em xem có đẹp, có tình tứ không? Bất quá thì như tài tử đóng phim ấy. Sợ quá gì. Đưa đây. Đưa đây, để tôi xé đi nào. Anh đưa đây. Đẹp thật. Đúng là ông bà tích đức luôn gặp điều lành. Mất rể hụt thì có ngay rể mới. Chúc anh chị hạnh phúc nhé. Tôi xin anh chị tấm ảnh này để làm việc với tòa án cho nhanh. Kìa. Huệ, đừng tàn nhẫn với Linh Chi như vậy. Lại đây em. Thế là anh đã được giải phóng. Cô định bơi đi đâu đấy? Hay là định... Tôi không biết. Sao anh vớt tôi làm gì? Nghề của tôi mà.
Cô lạ lắm, không nên làm như thế. Nhỡ ra đây là chỗ tôi ở, mời cô vào trong này. Cô vào trong này nghỉ tạm để tôi đi kiếm ít gừng, pha nước và bộ quần áo khô. Khổ đau đừng rơi, đừng rơi.